anh tính đưa mọi người đi qua bên phía quận 8 với lại chỗ đường Tên Lửa để xem chỗ đường hoa mà người ta bán mọi người. Cho nên, nhưng mà mình thấy hôm nay mình cũng cầm thời gian quá cho nên mình cũng không có đưa mọi người đi được. Thôi cho mọi người xem, mình nát mình chạy từ cho mọi người xem cái chỗ khu của mình đi ha. Đây là con đường Lý Thái Tổ nè mọi người. Đó. Nè mọi người nhìn thấy xe biển số 49 nào, đó là người ta chở hoa vô mọi người. Đó, đang đợi nè. Nè đó, mọi người nhìn thấy không? Nè đang thấy không? Thấy không? Nè mọi người thấy nó đông không? Ủa, trời ơi. Đó. Rào luôn. Ủa, thấy rộng chưa? Đường này láng nữa sao vô. Không biết làm sao để vô cho mọi người xem luôn. Đó, mọi người thấy bên chợ hoa Hồ Thị Kỷ náo nhiệt không? Quanh lại nè. Nên bạo gan chạy xe vô không ta? Không biết nó có cho xe vô mà chắc là cho chứ. Đó, chợ hoa Hồ Thị Kỷ chưa? Vô luôn cho mọi người xem chợ hoa Hồ Thị Kỷ nha. Cho mọi người xem chợ hoa Hồ Thị Kỷ những ngày này như thế nào. Nó đông chưa? Rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Xe người ta để gửi xe người ta chạy vô trong luôn nè mọi người. Trường Hồ Thị Kỷ á. Bên đây thì vắng nè. Đây là chợ ẩm thực nha. Đó, bên này là chợ khu ẩm thực nè, còn cái khu mà ở phía bên kia nó là chợ hoa. Trời ơi, cha bánh má ơi. Trong khu mình chứ mình
đâu có bao giờ vô đây đâu. Cái này đúng không ta? Thôi đi ngoài này đi. Đó, giờ chúng ta sẽ đi qua khu chợ hoa nha. Chỗ nãy là chỗ ẩm thực, còn giờ là qua khu chợ hoa. Lại qua khu đông đúc. Đó, hoa đầy luôn. Đi vô đây chắc lát lát nữa là mất một lít xăng luôn. Chợ như thế này đông đúc như thế này mọi người đừng bấm còi, đừng có làm gì hết đó, cứ chạy từ từ. À đầy luôn á. Chưa, tao chào mời thấy chưa. Hoa lan nè mọi người. Đó, đẹp chưa. Rồi giờ mình rẽ qua phía bên này cho mọi người xem nè. Rồi clip tới đây mình cũng dừng tại đây nha. Clip nó cũng dài rồi mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video clip lần sau nha. Bên này vẫn còn nha, đó này là khu chợ hoa đó. Chờ hoa.